Xin chào các vị phụ huynh. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các vị phụ huynh tải và sử dụng phần mềm Zoom trên máy tính. Với máy tính, khi cô giáo gửi cho mình một đường link, ví dụ đây, cô giáo gửi cho một đường link mình vào buổi học, thì mình sẽ click vào cái đường link này. Ở đây có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu mà máy tính của mình chưa cài đặt phần mềm Zoom, thì mình sẽ download và cài đặt phần mềm Zoom. Nếu đã cài đặt rồi, thì mình sẽ chọn vào đây ạ. Ok, tiếp tục ạ. Sau đó mình sẽ chọn là Connect với Audio. Rồi ạ, vậy là đã kết nối được rồi đấy ạ. Nếu dùng máy tính thì nó sẽ có phần là Start Video. Tuy nhiên là máy tính này hiện tại đang không có cam, nên là không kết nối với cam được. Còn các máy tính bình thường thì hoàn toàn có thể kết nối với cam được ạ. Cách thứ hai đó là nếu các con đã cài phần mềm Zoom rồi thì mình có thể chọn vào đây ạ. Join meeting, sau đó nhập ID, ID của buổi học mà cô giáo đã gửi. Em ví dụ một cái ID 501 285 643. Tiếp theo, các con sẽ đổi tên ở đây ạ. Ví dụ như bạn Quang Huy thì bạn sẽ đặt tên là Quang Huy. Bạn Bi hoặc bạn Tuấn Anh sẽ đặt đổi tên thành Tuấn Anh. Đó. Và các con sẽ chọn cái đầu tiên, đó là cái nhớ ghi nhớ tên của mình luôn, lần sau sẽ không cần phải nhập nữa. Và chọn Join. Việc kết nối nhanh hay chậm là tùy thuộc vào mạng. Nếu mạng nhà mình khỏe thì mình sẽ kết nối nhanh hơn ạ. Tiếp theo là nhập đến mật khẩu. Cô giáo đã gửi mật khẩu cho mình luôn rồi, mình sẽ nhập mật khẩu vào thôi ạ. Sau đó là Join Meeting. Vậy là đang kết nối rồi đây ạ. Tiếp theo, mình phải kết nối với tiếng audio để nghe được. Vậy là đã có tiếng rồi đấy ạ. Khi các con nhìn, khi có màn hình Zoom như này thì mình sẽ nhìn vào đây, có một cái mic này để mình bật mic và tắt mic. Tiếp, cái này là mình để bật camera và tắt camera. Tuy nhiên máy này hiện tại đang không có camera nên là nó sẽ tự động tắt. Với các máy laptop khác thì phần camera là sẵn có, còn với máy cây, máy tính bàn thì camera sẽ không có. Vì thế mình sẽ kết nối với một cái camera riêng ở bên ngoài, webcam riêng ở bên ngoài. Ok, vậy là xong rồi ạ.